nay Phương đi ra ngoài để đi mua đất cái cả nhà, với lại ghé nhà của người quen, họ kêu Phương họ cho cái chậu, Phương đi qua bển lấy nha, với lại đi cắt mớ lá chuối cả nhà, không biết có lá chuối không. Bây giờ xin mời cả nhà cùng đi với Phương ha. Đây đang chạy đường, đường mấy trong quê này cả nhà, có xe lửa, đường xe lửa nè. Đây thì cây có rất là nhiều luôn, trên đó là vườn sầu riêng. Sắp tới chỗ rồi cả nhà, hôm nay là Phương qua nhà dì chồng Phương ha. Dì chồng Phương á, có trồng mấy cái chuối sau hè cả nhà, cho nên là Phương qua lấy đồ sẵn, Phương xem có lá chuối không, Phương rọc lá chuối luôn. Đây cái chậu bự ghê. Ô hình ta. Ô cái chậu bự ghê luôn nè. Cái chậu này trồng bông sen được. Ô cái này chắc bỏ nhiều đất lắm đây. Đây. Tăng rẳng á, thì anh xin mời thùi, xin khuôn, chi qua thùi và mua điện xin. Đây là cái xe nào, phải chứ phân chú xe. Đây thêm cái nữa nè. Mấy hồ cài theo hồ lại, tôi cháu tụi lại xăng. Ôi, cái này nhỏ hơn. Đây, dì chồng gom thùng giấy, với lại mấy cái bình nước á cả nhà. Đây, thùng giấy. Đi cắt lá chuối cả nhà ơi. Chuối nè, người ta chặt hết trơn. Còn mấy tàu. Cắt lá chuối về Phương làm bánh. Đây Phương chặt được 3 tàu chuối nè cả nhà. Chuối người ta chặt hết trơn. Nhiều lắm mà người ta chặt nó mất tiêu hết trơn. Đây có quỳ xả quá bự nè. Đây mình chặt cái chuối này nha cả nhà. Đây láo nhiều hơn nè. Ở đây nó cao chặt không tới cả nhà. Chuối này là dì chồng mình trồng á. Người ta chặt lá hết rồi. Đây lá bự nè. Lá bự này nó cao. Không phải nhảy lên chặt mới tới à. Đây rau trai quá trời nè cả nhà. Rau trai lá bự. Đây có đu đủ nè. Mình hái đu đủ luôn. Đây hái trái đu đủ nè cả nhà. Đi làm gỏi ăn ha. Với mớ lá chuối nè. Giờ rọc ra. Chất đồ lên xe xong bây giờ về cả nhà ơi, trời chuyện mưa em thui hết luôn. Đây đường trong quê chật hẹp, cây cối hai bên, chỗ này người ta chưa có phát triển, từ từ mới người ta phát triển hết. Đây mấy ngoài người ta phát triển xây nhà hết rồi cả nhà. Cái tàu dù nào đi phân thường á, trong chỗ nãy là chưa phát triển, ở đây người ta xây hết, xây hàng rào nữa. Hôm nay đi về trễ á, Phương có nấu cơm cả nhà. Phương ghé vô cái quán cơm này mua cơm về ăn ha. Trễ á, đồ ăn người ta cũng mua hết rồi. Giờ cũng là hơn 11 giờ cả nhà, gần 12 giờ. Đồ ăn ta bán cũng sắp hết. Hôm nay Phương mua đơn giản à, đậu bắp luộc với lại cá chiên ha. Ở nhà còn mới thịt kho nữa ăn được rồi. Mời cả nhà ăn cơm nha. Hôm nay cùng ngoài ăn đơn giản cả nhà. Mua đậu bắp luộc, cá chiên. Nhà còn thịt kho. Như có đi mua đất nữa trời mưa.
nó biểu thì thay dẫn cửa ăn theo số mệnh. Ai là ai thấy tiền phản tôi, nhưng phản tôi là có thể trẻ mà là chẳng biết nó sẽ bèo gì rồi. Sao mà cả nhà ơi, đợi em đợi trời bớt mưa mình đi mua đá. Đây là mấy cái bình nước mình xin nè cả nhà, ta để dành cho mình có là mình đi lấy về mình đựng phân bón rồi mình trồng rau này kia. Cái này làm cái chậu do màu hồng nè cả nhà, chậu này đựng phân bón. Rồi hết mưa rồi cả nhà, bây giờ Phương bắt đầu đi mua đất ha. Cái ngày nay trời bão cả nhà, cho nên là ngày nào cũng mưa hết. Bây giờ trời cũng vẫn còn âm u nè, còn mưa râm râm á cả nhà. Thì nhà Phương qua chỗ mua đất cũng gần cả nhà. Hồi nãy đi nó nghịch đường á, ở bên mé bên kia thì nó xa hơn á, cho nên nãy là Phương đi qua mé bên kia trước. Rồi về nhà ăn cơm nước xong á, tạnh mưa bây giờ Phương sẽ đi mé bên đây để mua đất ha. Tới tiệm này cả nhà, tiệm này là tiệm bán cây cảnh, phân bón đất này nọ kia các thứ. Chỗ này là Phương thường ở đây mua ha. Thì nói chung là chỗ bán cây cảnh là họ bán các thứ luôn. Nó nào cho cây bao ơi. Nào Phương, nào Phương Dung Thanh. Ok. Dạ cảm ơn. Thì cơ san san là mô hi hi lì men nè. Thì cơ san hỏa san. Tao hỏa chén đi cơ. Khoai. Wow, cùi à. Thì cái đất hôm nay Phương mua, cái bao đất lớn này thì khoảng 60k Việt Nam mình ha. Còn cái bao nhỏ này thì một bao là khoảng hơn 10k Việt Nam mình. Hồi nãy Phương lấy một bao đất rộng sẵn, bây giờ Phương qua bên đây Phương lấy thêm là đất đỏ này là một chục bao ha. Đất rộng sẵn là người ta trộn phân sẵn á cả nhà, mình chỉ cần mua về mình trồng thôi. Còn cái đất đỏ này là đất đỏ, đất sét tự nhiên ha. Hay mua cái đất đỏ này về Phương trộn đất cũ cả nhà. Hôm nay Phương mua về Phương trộn với cái đất trộn sẵn ha. Mua xong đất rồi về cả nhà ơi. Hôm nay cái đất đỏ bình thường á hết rồi. Đất đỏ bình thường thì hơn 10k Việt Nam mình một bao thôi. Còn cái này là người ta đã sấy qua cả nhà, người ta sấy cho nó khô quá. Cho nên là nó mắc hơn cái kia. Cái này tới mười mấy ngàn cả nhà. Khoảng 15k. Mua một chục bao. Còn cái bao bự kia là người ta đã trộn sẵn rồi, chưa có xài qua nữa, mua về xài thử. Ồ, cái đống này tưởng đâu đất đen cơ. Đi đầu ngắm nghía thấy đất, thấy chậu thùng xốp này nọ kia, ham lắm cả nhà. Mà lần này ông xã không có làm chở đi lấy đất nên là phải đi mua. Mình đi lấy đất mình phải đi mấy cái chỗ mà người ta công trình á, người ta múc đất lên cả nhà, mình đi đó mình lấy. Hôm đó Phương lấy là nay không có thời gian, ông xã không có chở đi lấy được. Mua cái đất bây giờ để Phương làm, Phương trồng ớt ha. Gieo được mấy cái ớt sần nữa cả nhà, ớt sần Việt Nam lên rồi, bây giờ chưa có đất trồng, đi mua đất về Phương trồng. Về tới nhà trời mưa nữa nè cả nhà. Hai cái chậu nãy Phương đem về Phương ấp ở đây nè. Khi nào rảnh á Phương mới cho đất cho Phương trồng cây ha. Đây đất nãy Phương mua về để đây nè. Bây giờ trời mưa Phương không có đổ ra được, chút nữa tạnh mưa Phương đổ ra cho cả nhà xem ha. Xem cái đất này coi nó như thế nào. Cái đất này là lần đầu tiên Phương mua luôn nè. Đây là họ để là 6 trong 1 cả nhà. Trong đây là có 6 loại người ta trộn để thành cái đất này ha. Giờ trời cũng tạnh mưa cả nhà. Phương ra Phương đổ cái đất này ra cho cả nhà xem nè. Xem bên trong coi nó như thế nào ha. Đất rất là mạnh, rất là tơi xốp luôn cả nhà. Người ta đã trộn sẵn rồi, rất là đẹp luôn. Cái này mình đổ ra là mình có thể trồng cây được à. Một bao này á Phương đổ ra là hơn một thùng sơn 18 lít này luôn cả nhà. Thì hôm nay mua hai loại đất này á, tổng cộng hết là không tới 200k Việt Nam mình ha cả nhà. Bây giờ Phương sẽ đổ đất đỏ ra cho cả nhà xem nè. Cái này là cái dạng đất sét đất núi cả nhà. Cái đất đỏ này nó gặp nước á, nó nhỏ nhẹt cả nhà, cho nên là mình phải trộn đất cũ hoặc đất đen rồi trấu tư sơ dừa vô mình mới trồng cây được ha. Đây đất này ta trộn sẵn rồi cả nhà. Ồ, nó rất là tơi xốp luôn á. Đó, ai mà ở Malaysia thì các bạn đi tiệm cây cảnh mua cái đất này ha, đất người ta trộn sẵn rồi về trồng rau ha.
đó. Còn thôi mình muốn tiết kiệm hơn thì mình mua thêm cái đất này về, mình lấy cái này mình trộn vô cái này ha, mình sẽ được nhiều đất hơn nữa, tại vì cái này người ta trộn sẵn rồi cả nhà, rất là tơi xốp. Trong đây có xưa dừa nè, rồi tro trấu này nọ kia sẵn trong đây hết đó. Thì sau khi mà chạy tới chạy luôn cả nhà, trời mưa trời gió thì đi lấy đồ với lại lấy mấy cái chậu về á, thì trời mưa cả nhà, cho nên là Phương ăn cơm xong Phương mới đi mua đất ha. Thì đi mua đất về xong tí xíu là trời cũng mưa cả nhà, mưa thật là lớn luôn nó, cho nên giờ là tạnh mưa nè, Phương mới quay cái đất cho cả nhà xem á. Thì cái bao đất to đó là lần đầu tiên Phương mua luôn cả nhà. Cái bao đất to đó là người ta nói là người ta đã trộn sẵn rồi, mình chỉ cần mua về mình trồng thôi. Đó thì Phương xem là họ để là 6 trong 1, và trong cái bao đất đó là có 6 thứ người ta trộn lại với nhau cả nhà. Là có phân nè, có tro nè, có trấu nè, có sơ dừa, rồi đất phù sa. Đó, nó có tới 6 loại cả nhà, người ta trộn lại. Thì Phương mua thêm cái đất đỏ cả nhà. Mua thêm đất đỏ Phương sẽ trộn vô trong cái đất người ta trộn sẵn này ha. Hoặc Phương trộn với lại đất cũ ở vườn cả nhà. Là Phương hay mua đất đỏ nó về để Phương trộn á. Thì cái đất đỏ này á mình phải trộn vô mình mới trồng được ha, tại vì nó là cái dạng đất sét cả nhà, nó sẽ gặp nước, nó sẽ nhão nhẹt, nó không thoát nước được luôn á. Cho nên mà mình mua đất đỏ thì vậy mình phải trộn đất cũ vô hoặc đất vườn rồi trấu sơ dừa này nọ kia vô mình mới trồng được ha. Nói chung là mình trộn vô mình trồng một mùa hai mùa là nó sẽ đen cả nhà, mà nó tốt nữa. Cái đất đỏ này trồng cây rất là tốt luôn. Thì Phương chia sẻ cái đất này á cho bạn nào mà ở Malaysia. Thì các bạn cứ đi đến cái tiệm mà bán cây cảnh á, mình đến đó mình mua ha, người ta có bán đủ loại đất luôn. Mình không biết thì mình cứ hỏi người ta, em muốn trồng rau nè hay là trồng hoa, trồng cái gì đó. Người ta sẽ tư vấn, người ta sẽ bán đất cho mình. Đó, muốn trồng bông sen thì người ta sẽ bán đất trồng bông sen. Muốn trồng rau cải thì người ta bán trồng rau cải. Nói chung là người ta bán đủ cái đất tất cả nhà. Bán phân cũng có luôn nữa. Hồi nãy Phương chỉ mua đất thôi, tại vì cái vườn của Phương giờ nó đang thiếu đất tất cả nhà. Phương mua mấy cái đất này về đặng Phương trộn, Phương trồng ớt ha. Thì nói chung là hôm nay Phương mua thì tốn khoảng chừng không tới 200 cây Việt Nam mình nè cả nhà. Đó, mua được một chục bao đất đỏ, lại một bao đất to, đất trộn sẵn. Thì về Phương sẽ trộn, tại vì bây giờ trời mưa cả nhà, Phương không trộn được. Để ngày khác trời nắng Phương mới trộn được. Thì video Phương hôm nay tới đây Phương kết thúc ha. Phương cảm ơn cô chú chị và các bạn đã theo dõi và đã xem hết video của Phương. Thì Phương chúc cô chú chị và các bạn luôn thành công trong cuộc sống và luôn được nhiều hạnh phúc ha. Thì cô chú chị và các bạn xem video của Phương á, thấy video của Phương có hay, có thú vị, có khách thì đừng quên cho Phương xin một like, một chia sẻ. Và nhớ nhấn chuông đăng ký kênh để ủng hộ Phương nha, để theo dõi tiếp những video mới của Phương. Bây giờ Phương xin chào cả nhà, hẹn cả nhà trong video tiếp theo nha. Bye bye.